Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái dự án mới tương tự như là dự án DocS là dự án CAD. Dự án CAD này thì mình sẽ là check cái tuổi đời mình đăng ký tài khoản Telegram để mình sẽ nhận thưởng. Và nếu như bạn nào mình có đăng ký gói Premium thì cộng thêm cái phần bonus. Và với dự án DocS thì bạn biết là còn lại 36 phút nữa chính thức là mở giao dịch support ở trên một số cái nền tảng sàn như là sàn Binance, sàn OKX, Bybit hay là Gate.io hay là cái sàn Bitget. Còn với cái dự án CAD này thì chính thức 24 phút trước bên phía sàn Bitget họ đã có một cái bài tweet đây thông báo về cái việc niêm yết đồng CAD này ở cái khu vực là pre-market, có nghĩa là giao dịch hợp đồng tương lai trước thời điểm mà mở niêm yết support, thì cho thấy đây cũng là một cái nền tảng rất là tiềm năng nhé. Thì nếu như bạn nào mình chưa biết đến hay là mình chưa tham gia thì ở đây mình cũng sẽ giới thiệu qua về cái cách mà mình tham gia dự án. Thì cái đường link mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận của là video. Các bạn đánh link xong, bạn gõ chữ start thì nó sẽ hiện một cái bảng thông báo như này. Các bạn sẽ bấm một nút là play now hay là các bạn bấm một chữ là lăn cát này là để mình vào bên trong. Và cái thời gian để mà chuẩn bị mình giao dịch bán đến đồng đó thì cũng gần đến, nên là ở đây mình nói qua nhé. Thứ nhất, khi mà bạn check vào đây thì là mình sẽ check cái tuổi đời mà mình tạo tài khoản Telegram mình nhận phần thưởng. Và nếu như mà các bạn có cái là đăng ký cái gói là Premium thì mình cộng thêm là 300 đồng CAD, và các bạn connect với cái ví là Bitget Wallet này các bạn cũng nhận nhé. Là đây chính là cái ví Bitget Wallet này, có mục là connect ví thì bạn là liên kết vào đấy, hay là mình làm cái nhiệm vụ ở đây sẽ có một cái dự án cho mình là đào cái đồng coin thì bạn bấm đây, bạn làm nhiệm vụ xong rồi bạn bấm một confirm này thì nó cũng đây, mình bấm yes là đồng ý này, thì mình cũng cộng là x2 là 600 đồng CAD nhá. Đó. Và ở cái mục tách này thì có rất nhiều cái nhiệm vụ để cho bạn làm, các bạn nhận thưởng. Có cái nhiệm vụ bạn nhận đến là 2.000 đồng CAD. Và đa phần là những nhiệm vụ các bạn là follow những cái kênh mạng xã hội dự án. Chẳng hạn đây mình follow kênh Twitter dự án. Các bạn follow xong bạn quay lại. Kể cả bạn không follow thì bạn bấm vào đấy quay lại đây, nó vẫn báo cho mình biết là mình đã nhận nhé. Đó, mình đã nhận thành công ở đây. Hay là những cái đây, cái này mình sẽ là check cái kênh channel dự án này. Yêu cầu mình là bot một cái never ở đây. Cái này mình phải là đăng ký gói premium mình mới là bot được nhé. Đó, sau khi mình sau khi mình làm xong mình quay lại này, quay lại dự án CAD này, mình bấm vào check này. Đó, như vậy mình đã nhận thưởng là 50 nhé. Vì có rất nhiều cái nền tảng là họ hay bonus thưởng cho những người mà có mua cái gói là premium, có nghĩa là mình tích xanh ở trên Telegram. Ở đây có nhiệm vụ là mình follow này, bạn follow cái kênh của là CAD nhé, bạn quay lại này. Đó, như vậy mình vừa nhận xong nhé. Và bạn join những cái kênh cộng đồng của dự án như này, các bạn thả tim một cái gây tương tác, bấm vào join này, quay lại dự án CAD này, các bạn bấm một nút là check ở đây, check này. Đó, như vậy mình nhận xong này. Rồi, như vậy những nhiệm vụ này rất là dễ, thì bạn chỉ cần là vào làm, quay lại các bạn bấm nút check thì mình nhận thưởng đồng CAD. Mình vừa làm một tí thì từ cái tổng số là 15.000 này lên là 16.700 nhé. Còn bây giờ cũng đang chuẩn bị là đến giờ mở niêm yết đồng DOT, nên là mình sẽ gửi đến các bạn là video. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Mình xin chào bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.